Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia trên kênh Đào. Trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Australia vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024 diễn ra lúc 19 giờ hôm nay, mùng 7 tháng 6. Trận đấu cuối cùng của nữ U20 Việt Nam tại vòng loại thứ 2 giải U20 châu Á 2024 là màn so tài U20 Australia. Trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Australia diễn ra lúc 19 giờ hôm nay, mùng 7 tháng 6, trực tiếp trên kênh YouTube VFF Channel. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Australia. Đội tuyển nữ U20 Việt Nam chắc suất vào vòng chung kết U20 châu Á 2024. U20 Việt Nam toàn thắng cả hai trận trước U20 Iran và U20 Liban. Trong khi đó, U20 Australia cũng đạt thành tích tương tự. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở chuột túi xếp trên chủ nhà nhờ hiệu số bàn thắng bại. Mặc dù hai đội đã đạt được mục tiêu, nhưng huấn luyện viên Akira Ishii khẳng định U20 Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại đối thủ để khẳng định vị thế ở đấu trường châu Á. U20 Việt Nam đứng số 1 tại Đông Nam Á là tốt rồi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là vào top 4 châu Á. Hiện tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang là top 4. Trận đấu cuối gặp U20 Australia, chúng tôi muốn thắng để lọt vào top 4. Huấn luyện viên Akira chia sẻ với truyền thông, các cô gái của đội tuyển nữ U20 Việt Nam cũng sẽ đặt quyết tâm như người thầy. Một chiến thắng không chỉ giúp U20 Việt Nam nâng cao vị thế, mà còn tạo sự tự tin hướng đến vòng chung kết U20 châu Á năm sau. Dù vậy, U20 Australia là đối thủ rất mạnh, họ có lợi thế về thể hình và tốc độ. Vì vậy, huấn luyện viên Akira Ishii sẽ phải chọn đấu pháp phù hợp để khắc chế điểm mạnh của đối thủ và phát huy lợi thế của các học trò. U20 nữ Việt Nam tự tin vượt qua U20 Úc. Tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U20 Úc lúc 19 giờ hôm nay, 7:06. Nếu thắng, các cô gái Việt sẽ giành ngôi đầu bảng A và tránh được U20 Trung Quốc, hạng năm châu Á tại vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Sau hai trận đấu vòng loại thứ nhì ASEAN Cup 2024, U20 nữ Việt Nam giành hai trận thắng trước U20 Iran 3-2, U20 Lebanon 3-0. Thầy trò huấn luyện viên Akira Ishii và U20 cũng đã dắt tay nhau vào vòng chung kết ASEAN Cup diễn ra vào tháng 3 năm sau tại Uzbekistan. Do cả hai đã đi tiếp nên trận đấu giữa U20 nữ Việt Nam và U20 Úc chỉ mang tính phân định thứ hạng. Tuy vậy, đây cũng là trận tái đấu để những minh chuyên Nhật Lan chứng tỏ khả năng trước U20. Úc sau khi thất bại 0-2 và về nhì ở U18 AFF Cup 2022. Ở hai trận đấu vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Ishii vẫn chưa có một đội hình cố định khi mỗi trận là một sơ đồ và nhiều nhân tố mới được trao cơ hội ra sân. Song, không khó nhận ra những cái tên của bộ không chủ chốt là Lê Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Vũ Thị Hoa, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên và Lưu Hoàng Vân. Dù có sự thay đổi về phương án thi đấu khi lần lượt sử dụng sơ đồ 1-2-2 tiền đạo trước Iran và Lebanon, nhưng lối chơi chung của thầy trò huấn luyện viên Ishii vẫn là những đường lên bóng từ hai cánh, tận dụng sức dướn và tốc độ của Minh Chuyên, Hoàng Vân. Bác cầu thủ từng được huấn luyện viên Mai Đức Trung tạo điều kiện tập trung cùng tuyển nữ trước SEA Games 32 là Thanh Thảo. Nhật Lan và Minh Chuyên vẫn tiếp tục là những điểm sáng của U20 Việt Nam trong hai trận đấu vừa qua. Minh Chuyên tiếp tục chứng minh danh hiệu vua phá lưới U18 AFF Cup không phải là sự may mắn trong một thời điểm. Tiền đạo 19 tuổi này đã ghi 3 bàn thắng qua 2 trận, trong đó có 2 bàn thắng tạo bước ngoặt cho trận đấu. Minh Chuyên ghi bàn giúp U20 nữ Việt Nam ngược dòng 2-1 sau khi bị dẫn trước trong chiến thắng 3-2 với Iran ở trận ra quân. Tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục ghi bàn khai thông thế bế tắc trước khi kết thúc hiệp 1 và ấn định tỷ số 3-0 trước Lebanon. Nhật Lan cho thấy sự tự tin và khả năng nhạy bén trong việc dứt điểm từ xa ở khoảng cách 20m trở đi. Ở trận đấu ra quân gặp Iran, nếu không có sự xuất thần của thủ môn thì Nhật Lan đã có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn với các cú sút từ xa. Thế mạnh này của Nhật Lan sẽ là vũ khí giúp thầy cho huấn luyện viên Akira Ishii giải quyết những trận đấu bế tắc trước một hàng thủ số đông. Thanh Thảo thì thường xuyên có những cú đá phạt cố định khó chịu và mở ra các cơ hội cho đồng đội. Trước Iran, Thanh Thảo là người tạt bóng ở tình huống cố định để Minh Chuyên ghi bàn thắng dẫn trước 2-1. Cô cũng chính là người thực hiện phạt góc để Bảo Trâm đánh đầu mở tỷ số trước Lebanon nhưng không được công nhận do lỗi tranh chấp. Mục tiêu của chúng tôi là vào top 4 châu Á. Hiện tại, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 đội đứng đầu. Trận gặp U20 nữ Úc, chúng tôi sẽ quyết thắng để lọt vào top 4, huấn luyện viên Ishii tự tin. Tranh ngôi nhất bảng với Úc tại vòng loại U20 châu Á. 19 giờ ngày 7 tháng 6, U20 Việt Nam VN đã trận cuối bảng A gặp Úc để quyết định ngôi đầu bảng. Cả Úc và Việt Nam qua hai trận đầu đều toàn thắng và đã có vé đi Uzbekistan dự vòng chung kết 20 châu Á vào tháng 4, 2024. Được chơi trên sân nhà Việt Trì có lợi thế về thời tiết lẫn khán giả nhà ủng hộ, điều đấy sẽ tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Công bằng mà nói thì các cô gái Úc nhỉnh hơn rất nhiều về mặt chuyên môn, thể hình. Họ có lối chơi ổn định hơn, tính kết dính cao. Trong khi đó, qua hai trận đấu toàn thắng nhưng các cô gái trẻ Việt Nam đã phung phí quá nhiều cơ hội,
và chưa cho thấy sự ăn ý và tính ổn định trong lối chơi. Cùng 6 điểm nhưng Úc đang dẫn đầu bảng A với hiệu số bàn thắng bại 8, không so với chủ nhà Việt Nam là 6/2. Xếp thứ 3 và thứ 4 bảng là Iran và Lebanon cùng 0 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại của Iran tốt hơn. Những cầu thủ chủ nhà U20 Việt Nam chơi nổi trội ở hai lượt trận đầu là Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Vân và Nhất là trung vệ đội trưởng Bảo chấm dứt năng động, thậm chí còn dâng cao ghi bàn. Đối đầu với Úc chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ không nhàn hạ để những trung vệ như Bảo Trâm có điều kiện dâng cao mà ngược lại sẽ phải hết sức thận trọng. Nếu thắng Úc để có ngôi nhất bảng thì rất tuyệt vời nhưng thầy trò huấn luyện viên Akira cũng không nặng nề. Phải thắng bằng mọi giá mà cần xem đây là cuộc cọ sát quan trọng để sau này bước vào vòng chung kết châu Á, nơi mà ngoài Úc còn có các bài trị của bóng đá thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và cả chủ nhà Uzbekistan. Dự đoán U20 Úc thắng 2-0. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đạt thỏa thuận chiêu mộ Quang Hải, về sau chưa công bố. Không còn là tin đồn, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ trở lại thi đấu ở V-League 2023 trong màu áo đội bóng Công an Hà Nội. Chiều tối ngày 6 tháng 6, người đại diện Vincent Fosini đăng đàn trên trang cá nhân thông tin về việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang tập trung đội tuyển Việt Nam và muốn nghỉ ngơi trước khi nghĩ đến chuyện tương lai ở một câu lạc bộ mới sau khi chính thức đạt được thỏa thuận để chia tay Pau FC sớm một năm so với hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, dòng trạng thái kể trên của ông Vincent Fosini đã được gỡ bỏ ngay trong tối cùng ngày. Thông tin mới nhất chúng tôi có được, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đạt được thỏa thuận để trở về thi đấu cho một câu lạc bộ tại V-League, không còn là tin đồn, đó chính là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Công an Hà Nội, đội bóng đang xếp nhì bảng xếp hạng V-League 2023. Được biết, hợp đồng của Quang Hải với câu lạc bộ kéo dài khoảng từ 1,5 đến 2 năm. Đầu quân cho đội bóng ngành công an, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam nhận được mức đãi ngộ cực khủng. Theo đó, Quang Hải dự kiến nhận lương trên 100 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền phí lót tay thuộc top đầu trong số các ngôi sao. Đội thi đấu ở V-League 2023. Hai bên đã đạt được thỏa thuận, nhưng hợp đồng chính thức chưa được ký. Bởi câu lạc bộ Công an Hà Nội muốn tạo điều kiện để cầu thủ gốc Đông Anh, Hà Nội nghỉ ngơi bên gia đình, cũng như tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA đầy tháng 6 năm 2023, chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu trước đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc ngày 15 tháng 6 và đội tuyển Syria ngày 20 tháng 6. Quang Hải đã về nước từ ngày 5 tháng 6 và dự kiến có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam chiều ngày 7 tháng 6. Có thể, sau khi kết thúc đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải sẽ chính thức ra mắt trong màu áo đội bóng mới Công an Hà Nội. Tương lai của tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận trong vài ngày vừa qua. Sau khi thanh lý hợp đồng với Pau FC, người đại diện Vincent Fosini đánh tiếng cho rằng Quang Hải nhận được một số lời đề nghị từ các câu lạc bộ từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái Lan, Indonesia. Tuy nhiên, chưa có đội bóng nước ngoài nào lên tiếng xác nhận thông tin muốn chiêu mộ Quang Hải như trên. Bên cạnh đó, mức đãi ngộ dành Quang Hải cũng là một trong những rào cản lớn để các câu lạc bộ nước ngoài có thể chiêu mộ ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Trở lại V-League, Quang Hải có thể thiết lập kỷ lục mới về lương của cầu thủ nội. Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quang Hải được cho là đã tìm được tiếng nói chung về các điều khoản, tuy nhiên hai bên vẫn chưa chính thức đặt bút ký hợp đồng. Nếu đồng ý gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất tại V-League. Hợp đồng giữa hai bên dự kiến có thời hạn 1,5 đến 2 năm với mức lương 100 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó, Quang Hải sẽ nhận được khoản lót tay hấp dẫn. Theo tìm hiểu, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quang Hải về cơ bản cũng đã tìm được tiếng nói chung, tuy nhiên hai bên vẫn chưa chính thức đặt bút ký hợp đồng. Trước mắt, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ tập trung cho đợt hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào tháng 6 này, sau đó mới tính đến các bước đi trong tương lai. Dự kiến, Quang Hải sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào hôm nay, mùng 7 tháng 6, để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Hồng Kông, ngày 15 tháng 6 và Syria ngày 20 tháng 6. Vào chiều mùng 6 tháng 6, người đại diện của Quang Hải cũng đã đưa ra thông báo cho biết thân chủ của mình sẽ chưa chốt tương lai trong khoảng thời gian FIFA Day. Sau khi kết thúc đợt hội quân cùng tuyển Việt Nam, Quang Hải sẽ đi nghỉ hè và cân nhắc những lời đề nghị chiêu mộ. Hạn chót để các đội bóng tại V-League đăng ký cầu thủ mới ở giai đoạn giữa mùa là ngày mùng 3 tháng 7. Cũng theo nguồn tin từ người đại diện, Quang Hải đã nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng sau khi chia tay Pau FC. Trong số này, có 3 câu lạc bộ châu Âu bao gồm một đội bóng ở giải vô địch quốc gia Bulgaria First League, một đội hạng 2 Bồ Đào Nha, Liga Portugal 2 và một đội hạng 2 Tây Ban Nha, Segunda Division. Ở khu vực Đông Nam Á, có một đội ở giải vô địch quốc gia Thái Lan, Thai League 1, một đội ở giải vô địch quốc gia Indonesia, Liga 1 và một đội ở V-League cũng muốn có chữ ký của Quang Hải. Tuy nhiên hiện tại các bên vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Về phía Quang Hải, việc gặp nhiều khó khăn trong một năm tại Pau FC chắc chắn khiến cho tiền vệ này phải cân nhắc kỹ lưỡng bến đổi tiếp theo của mình. Chủ tịch Pau FC, ông Bernard Laporte, mới đây cũng thẳng thắn nhận xét. Quang Hải có tài năng nhưng đáng tiếc chưa thể thích ứng được với môi trường bóng đá Pháp do những khó khăn về thể hình, sức mạnh cũng như rào cản ngôn ngữ. Từ Quang Hải thất bại nơi trời Tây, nghĩ về mục tiêu World Cup, Quang Hải là cái tên tiếp theo đem chung đi đánh xứ người không thành công. Những gì diễn ra mới thấy giấc mơ World Cup mà bóng đá Việt Nam hướng đến không đơn giản. Một, sau một năm chia tay V-League, khăn gói tới Pháp chơi bóng với rất nhiều khát vọng cùng sự kỳ vọng. Rốt cuộc Quang Hải cũng phải nói lời chia tay Pau FC Hồng cứu vãn sự nghiệp.
Quang Hải không thành công ở Pháp thực tế cũng được dự báo từ trước khi vấp phải hàng loạt khó khăn từ kinh nghiệm, năng lực, thể hình, văn hóa, những điều mà Công Vinh, Công Phượng, Văn Hậu từng đối mặt rồi thất bại. Nói điều này để thêm đáng tiếc đối với Quang Hải khi không rút ra những bài học và vội vã vượt cấp từ V-League sang châu Âu. Thay vì chuẩn bị hành trang tốt hơn khiến cơn khát ra nước ngoài chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam thêm dài. 2. Năm nay, 2023, bóng đá Nhật Bản tổ chức kỷ niệm tròn 30 năm giải đấu cao nhất của mình tiến lên chuyên nghiệp. Nếu so về tuổi tác, V-League chỉ kém G-League đâu đó khoảng gần 10 năm. Trong suốt 30 năm tiến lên chuyên nghiệp, G-League trở thành một giải đấu hàng đầu châu lục cùng K-League và cũng từ đây bóng đá Nhật Bản vươn lên vị trí tương tự, đồng thời tiến ra thế giới một cách vững chắc. Các cầu thủ Nhật Bản ra nước ngoài chơi bóng trở thành trụ cột ở những giải đấu hàng đầu thế giới không còn là hiếm từ 20 năm trước. Và sự phát triển này được coi như hình mẫu cho nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt Đông Nam Á nói theo, trong đó có Việt Nam. 3. Quay lại trường hợp của Quang Hải, có thể khẳng định trong khoảng 10 năm qua tiền vệ này được coi xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam có được. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể giải cơn khát xuất ngoại cho người hâm mộ. Từ G-League, Quang Hải nhìn về V-League rồi tới đội tuyển quốc gia mới thấy sự bóng đá Việt Nam lớn chậm. Không tương đồng với sự phát triển về kinh tế xã hội đều được coi như kim chỉ nam, cơ sở cho Nhật Bản, Hàn Quốc trở thành khách quen ở World Cup. Nói thế chẳng phải so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng một điều chắc chắn muốn vươn tầm bóng đá Việt Nam rất cần và phải có những cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng thành công. Từ đây là động lực cho V-League khác biệt dẫn tới đội tuyển quốc gia lớn mạnh. Nhưng nhìn từ Quang Hải, cầu thủ được coi xuất sắc hàng đầu Việt Nam và cả Đông Nam Á chật vật thế nào khi rời? V-League mới thấy giấc mơ World Cup thực sự cam go với bóng đá nước nhà.